chào các em. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú chó đốm đáng yêu như thế này nhé. Cách vẽ thì vô cùng đơn giản, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chị vẽ một hình tam giác làm mũi, hai hình cong dưới mũi làm miệng, thêm đôi mắt ở hai bên miệng nhé. Tiếp theo, chị vẽ một đường cong bao quanh những hình vừa vẽ làm khuôn mặt. Hai đường cong cắt hai bên đầu. Rồi chị vẽ hai đường cong lên và uốn xuống. Rồi nối chúng với nhau làm đôi tai. Dưới đầu chị vẽ hai đường chéo xuống. Thêm hai đường cong phía dưới. Và chị vẽ hai bàn chân như thế này. Chị vẽ hai đường chéo lên phía trong này và nối hai chân lại. Một đường cong ở bên thân và một bàn chân nữa. Chị vẽ thêm một chiếc chân bên phải như thế này nhé. Và bây giờ chị vẽ một chiếc vòng cổ xinh xắn cho chú chó đốm. Cuối cùng không thể thiếu đặc điểm nhận dạng của chú ta đúng không nào? Đó chính là những chiếc đốm đen nhỏ rải rác khắp thân và mặt. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Ta-da! Một chú chó đốm vô cùng đáng yêu và ngây thơ đúng không nào các em? Cách vẽ thì tưởng chừng rất khó nhưng lại vô cùng đơn giản. Chúc các em thành công và có thật nhiều phút giây thư giãn cùng Bùm Bùm TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!